Xin chào tất cả các bạn nha. Thì trưa nay cũng rảnh nè bạn ơi. Chắc này mình sẽ lên mình chọc ong nha. Nói chung thì tổ ong mình bữa nay mình lên hút ong ở trên cái ống bọng mà lúc trước mình có quen lần rồi đó. Bữa nay hái rau đó. Hôm gãy ở đây cũng nắng được hai bữa rồi. Nghĩ có mật à. Mà không biết có hôm nay hên xui. Hy vọng là có mật nha bạn. Tổ ong này đóng đây cũng tinh gà đóng cũng tháng mấy rồi. Lâu lắm lâu rồi. Tính canh canh hút, bữa nay lên chiến. Bữa nay đi chọc ong chơi bạn ơi. Hy vọng là chị ong không nâu 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 nha. Đây, tổ ong đóng trong ong bụng rồi nè. Bá đạo thiệt chứ. Lần đầu tiên mình thấy tổ ong đóng cho ong bụng luôn. Ong này nó sôi, nó không giống ong ruồi. Con vàng cháy à bạn ơi, ngộn lắm. Ong ruồi con đen đen, còn con ong này vàng cháy à. Họ bự lắm bự nha bạn. Không biết nó đóng dài tới bây dài thôi. Này chắc phải cưa cái ống bọng rồi quá. Ống bọng để đây sao ông ta lũ lũ vô đây đóng đi chứ. Tính ra đóng vô này ấm hỉnh luôn á. Không sợ mưa gió gì chứ á. Bự lắm. Trời bá luôn á. Vì bạn khó thấy. Để hồi mình xong khối rồi quay cho bạn. Mình lôi ra mà trống. Hy vọng là nó dài từ đây mà tới dưới đó là ngon nha. Đây đồ nghề của mình đây bạn ơi. Đơn giản lắm. Cái tô đựng mật. Không biết có mật không. Cái hột quẹt. 5 cây nhang. Một cái cưa sắt, cây dao, một cái kéo. Nguyên mâm đồ nghề nhìn thấy ớn ăn không? Rồi giờ tiến hành về về gì cha, hung khói bắt con thôi bạn ơi. Hung khói trước đi, tính gì tính cho ông nó xây cái đi. Để nó không xây là chị ông nấu 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 thiệt à. Tính gà tô ông nó đóng công nhận tiếu thiệt chứ. Đó giờ mới thấy luôn, đóng cục điện thì bình thường, nãy chui vô bọng luôn nha. Bữa mình gà gặp chuột bước xuống thấy là chiến gồ mình có đi hái rau mình quay cho bạn xem đó, đó là chiến đó là lâu rồi. Chiến gồ ổ này tháng mấy hai tháng gì vậy, lâu lắm lâu rồi, trước dịch là gió quá ta, đốt cái quẹt không cháy luôn. Gió quá gió này mà hốt được tô mật chắc sướng lắm ta. Mấy ổ trong đeo ống bọng này là phải thời mật mật dữ dằn lắm á, không biết ổ này sao nè. Lúc này nói chung cũng không phải mùa mật ong nữa, nên chủ yếu hốt giải trí cho vui thôi. Có mật thì sướng, mà vẫn hy vọng có mật bạn ơi. Khui nha, nhang đốt cháy rồi. Giờ mình cho nó hun khói nó nha. Ủm bà la cà na xí mồi. U bà la thiên linh đinh địa linh đinh. Ông ơi có mật cho tao. Cái ong này ung nó chắc mau ngọt lắm ta. Mình thọt cây nhang cho đó là khói nó vòng vòng trong đó không à. Cái cùi bự lắm bạn ơi. Cùi chà bá luôn á. Để mình lôi cái đầu ống ra. Cùi bự lắm bự. Để mình quay vô nè. Bắt đèn led mình quay vô cho bạn thấy cái cùi nha. Mà không biết có mật không, chưa thấy. Nó cản lưới rồi, để mình cắt lưới. Cản lưới rồi, cản lưới rồi. Thấy tình hình ổ bông bự lắm bự luôn. Trời bá luôn á. Ông bọng luôn chứ có lưới nè bảo vệ ông luôn nè. Này mình hốt này chắc nó không đi đâu. Mà hồi này không biết chắc phải cưa cái ông bọng rồi mới lấy mật được quá, không biết có mật không nữa. Bự lắm bự nha. À, trời bá luôn, già rồi bạn ơi. Ô ổ này già rồi uổng quá. Ổ này già rồi. Ô phải không hốt sớm im quá im rồi. Bạn nghe âm thanh trọng vui ha. Ổ này chắc già rồi quá. Con nó già nở nhóc chân à. Mà chưa thấy mật nữa. Đút cây nhang vô cái này gờn nữa giống chân. Nè. Yeah.
Rồi, để mình lôi ra ngoài, mình lôi lên trên luôn coi. Ủa ông siêu bá đạo luôn. Đây nè, bộ đã lắm. Hình như có mặt không ta? Nãy quên lấy cái đèn pin gọi vô. Nó tầng nhóc luôn bạn, nhiều tầng lắm. Nè, 6-7 tầng gì đó. Đã, nhìn nè, dữ lắm luôn. Bộ này giờ sao lấy ta? Để mình lòn cái tay vô mình nại ra thử coi. Không có chích nhau. Tầng này con, tầng bự đó con, còn mấy tầng nhỏ hai bên nó mới sao đây. Đút cây nhang vô cái này gợn trong cái này. Đó, nghe vui tai không? Bổ bự ghê luôn trời. Hết biết luôn, ống bọng này dày quá dày luôn. Phải chẻ ra được, mình chẻ ra luôn, dày quá không chẻ nổi. Ừ, cứng lắm, cứng. Đã hiểu không? Mất biết không rồi. Để mình nghiên cứu coi. Nghiên cứu lấy mặt nó coi, thọt tay cho thử coi. Nãy phải đem đèn pin theo ngon quá, tấm phù. Mới được. Cùi nãy cùi nó làm mật nè, mà thì nó mới bỏ vô có chút xí rồi không, còn ướt ướt hơi nhỉ nhỉ mật à, hay là nó hút hết ta, này hút quá, tại cái phần chỗ này chám dôi nè mà nó hút lại hết rồi, chắc nó hút lại nuôi con nữa quá. Béo béo béo, phần này mặt nữa bạn ơi. Đây. Dữ quá. Ôi, ngủ cho bá luôn, lôi ra nè, dày thòn luôn các bạn ơi. Mà già rồi, nó hết mặt rồi. Lôi hứng cục nó dày thòn luôn, cho bá luôn nè. Đã hết biết đã luôn rồi. Ngủ bự lắm, bự luôn, nó dài lúc trong luôn á. Già ơi, mặt nè, mặt chạy tàn rồi nè. Này đem về ngâm rượu luôn, chạy tàn vô tới hôm nay nè, bạn thấy mặt nè. Đó, phần ướt ướt là mật đó. Đó. Nên bắt cái đèn lên. Nãy anh tắt cái đèn này. Có cái đèn led dễ thấy hơn. Đây nè, đây nè. Để em để nha. Nè, bạn thấy mật nè. Mật ống mánh sẽ dằn tươi trong mấy cái phần sáp ông nè. Ổ nãy già bạn ơi. Chạy tàn rồi nè. Đó, đó. Này mình đem về mình ngâm rượu luôn. Nè, mật nè. Cũng bộn lắm á. Chạy xuống tàn giữa, tàn dưới luôn nè. Nè, chạy vô trong mấy cái tàn này luôn nè. Nó nuôi con nó luôn nè. Ổ này dài lắm, dài. Phía trên đây nó khu phía này là lúc trước mặt không nè. Mà nó khô rồi, uổng thiệt. Ôi nó còn nhiều dữ lắm, nhiều luôn. Phải chẻ cái bọng ra được, im quá ta. Còn lúc ở trống luôn. Để mình đưa cái máy vô gần gần mình coi thử coi, sẵn gọi đèn luôn.
Ý, nó còn thuốc ở trỏng luôn bạn ơi. Kìa, tâm tâm ở trỏng luôn kìa. Ý, nó trong kia về nữa phải không ta? Nó kẹt cái về này kìa. Về con này già, chắc mình lấy về con này luôn bạn ơi. Có gì mà mốt cho đẻ lại về khác, lấy về để ngâm rượu luôn. Nó còn mấy về nhỏ nữa, cho đẻ lại về khác. Chứ mấy về già này để cũng thất bại lắm. Cứng quá. Sâu quấy cái chổng á, nó có ổ không còn dài lắm. Dài thuốc chổng luôn. Lấy về này ra cái là biết liền à. Về này cản trở ra không quá. Ê, trời ơi, chạy tàn mặt trơn rồi. Ôi này lấy là đúng rồi. Lấy nó cũng hư rồi. Mặt nó vô tàn rồi. Ui. Mặt vô tàn trơn luôn. Ôi, ổ này lấy sớm chừng nửa tháng chứ mặt dữ lắm luôn á. Nè. Mặt ướt cũng tàn chân luôn mà không? Tàn thằng tổ ong bự rồi à. Mấy phần này là lúc trước mặt nè. Nó lấy nó nuôi con nó rồi nó hút hết á. Quá bự rồi. Còn dữ lắm mấy bạn ơi. Dữ lắm nhiều luôn. Ôi cái tàn này nó khô luôn rồi nè. Tàn mặt khô rồi nè. Uổng quá ta. Ui. Tàn mặt khô. Uổng quá. Ôi, tổ lớn ghê luôn trời. Nó như tổ con gừng luôn. Này tàn mặt khô nè. Rõ ràng phấn hoa nằm trong này nè bạn thấy không. Này là chung với mặt nè. Nó nuôi con nó khô. Uổng quá. Còn nhiều lắm. Tâm tâm trong kia luôn kìa bạn thấy không. Hết biết rồi, như đắp gừng giống luôn á. Để mình à, khửi cái dòng đó. Khửi cái dòng này cho nó mốt đóng lại. Để bãi xác này nó bỏ à. Ây da nó chích. Ây da dính trưởng rồi. Ô dính mũi rồi nè. Ây da bị ong hung các bạn ơi. Nãy giờ quên đưa khói vô. Dính trưởng. Ô nó sướng. Kim nè. Kim siêu nhỏ luôn, nó siêu nhất luôn. Nãy giờ quên đưa khói vô bởi vì đẩy liền. Khói vô được ủm bà la cà na xí mũi nè. Ủm bà la cà na xí mũi đưa khói cái nó gọn giống chân. Rồi, vậy mình môi môi móc móc, chẳng phải còn gì nữa không? Chán trong đây nó vậy, bọc. Đây. Cuối cùng cũng lụm được cục mật, chàng cháy luôn. Ồ ngon. Cục mật bạn. Đầu trong nó có mật. Quá đã, một cục mật. Tiếp tục để mình khám nữa coi. Hồi đấy mình mượn cái điện thoại bạn ơi, mình gọi đi giống thấy đường. Chứ để vừa quay vừa gọi nó thấy mờ quá. Coi có gì mới mới giống nó không. Gọi gì mới thấy kìa, còn cục mật, còn mật trống kìa. Đây nè, mật nè. Đây nè, miếng mật nè. Nằm chót trong nè. Đây. Đây mật nè bạn ơi. Dạng tư. Im. Này cho xuống cái tô đi. Ông này chắc hút về ngâm rượu à. Mật chạy tạng trơn à. Mật nhiều lắm luôn á nè. Quá dở. Để già quá cũng thất bại bạn ha. Này phải lấy cái đèn pin dễ, không có đèn pin khó không quá. Không biết cái nụi trong ong trong đó có mật không nữa kìa. Thuốc chổng kìa. Lù giống kìa. Để mình thử đút cây nhang vô nha các bạn, nghe gền nha, cái gồ đã lắm. Rồi nãy giờ mình cũng môi móc xong bạn ơi, mình làm sạch ổ ong rồi. Mình chừa ra cho nó một dĩ con à, dĩ con dĩ lớn lắm nha. Đây nè, còn nguyên dĩ dài sọc vô tới chổng nè. Dĩ đó mình chừa lại đây cho nó môi móc làm dĩ khác, nguyên bầy ong đông ghê bạn không.
Mày ông tốt ghê luôn á nè. Xí cuộn giống nè. Bích bùng luôn. Lằn trong bụng, ê, lằn trong bụng ở đây cho bạn dễ coi. Đó, đó. Còn gì dữ lắm mà. Không. Về đó mặt cũng nhiều lắm luôn á. Về đó lớn. Giờ mình trở lại vị trí ban đầu như nãy. Nãy ban đầu nằm gì đúng rồi. Đây. Để mình đưa cái nhang cho làm cái hì nghe chơi các bạn. Ghê không? Như mưa luôn á. Rồi thôi mình chừa ra đi. Rồi đợi tầm nửa tháng sau mình lên mình hút nữa. Rồi trở vị trí cũ ban đầu. Tầm 10 ngày nữa tháng sau mình lên mình coi có không mình chiến nữa. Bên này chắc mình không có mật các bạn ơi, ít mật à. Nói chung được keo đủ thuốc à. Đây con ông chúa hay vậy ta? Không phải, ông này ông bự dữ ta. À, ông cho bá luôn nè. Không phải chúa, con chúa đích bự lắm, vô đó đi mày. Ông đó xém chúa, ông vua quá. Nói chung mấy cái kèo mật nó khô trơn nè, uổng ghê luôn á. Kèo này đó là mật không rồi mấy kèo này nè. Nãy mình lấy được thêm về nữa nè. Mật chạy tàn mà không, chạy vô tàn nằm trống nè. Hai bên luôn nè. Tính ra so ra cái này mật nhiều lắm á. Đây hai cục mật. Nè, mấy cùi này mật khô mà. Dở thiệt đây nè. Cùi này là đó mật không luôn nè. Mà nó khô cái nó nuôi, nó rút mật nó nuôi mấy con. Già. Mật tới mật luôn. Chạy đều luôn, hai bên có hết luôn nha. Đây nè. Này đem về mình ngâm rượu. Về bự hết biết của ông lớn. Thường thường ông gùi một về cỡ này là dữ lắm rồi nha bạn. Mà cái này các bạn coi ra. Một tầng con, tầng mấy tầng này không tính đi. Nãy là hai ba tầng này nè. Mình dục ngoài á. Vòng vòng nè. Nè. Đây nữa nè. Một tầng bự nè. Hai tầng bự nè. Nhìn như bánh miếng bánh chú chiên luôn. Ba tầng nè. Bốn tầng nè. Tầng này là nhỏ cùng ở ngoài. Còn một tầng bự bành cứng trướng trong kia nữa. Sướng ghê không? Ông hết biết ông ở bự. Lớn. Hơn ông gừng nữa. Này so ra một miếng là nó bự. Cái dĩ của nó dữ lắm dữ luôn á. Tản thần thiệt chứ. Ôi, tổ này hốt sớm là mật dữ lắm luôn nè. Thôi kệ. Nhiều đây cũng vui rồi. Về ngâm được keo rượu ngon. He he. Ba hai sáp này không cả ký. Mình hết này hơn ký. Quá êm. Sẵn nhà có rượu. Đem về bỏ vô keo luôn. Con ông này ngộ mà nó nhìn nó không giống cái con ông gùi của mình. Bạn nhìn nè bạn thấy không? Con ông này nó vàng hơn. Con ông gùi mình thấy nó nhỏ mà nó đen. Còn con ông này mình thấy tự nhiên nó ông vua hay gì á. Ông này nó vàng hơn, nhìn con ông sao nó vàng cháy mà nó bự ghê luôn nè nè. Còn con ông gùi con chút ác à. Còn con ông này bự nè, nó vàng tươi à. Ý là con này con non đó nha. Đã thiệt. Gùi này gùi trâu rồi. Thôi dìa yeah. Cũng ngon. Cũng im. Một sửng luôn. Mấy ông non bự tản thần rồi nè. Giống này ông gì á. Thôi cút quân bạn ơi. Tổ ông thì để lại đó đi. Nó đóng lại kìa. Đó. Ờ cơm nhão leo lên ông. Cũng im, có thành quả. Vô đó luôn mày. Mấy ngông nó cũng chết, mấy ngông nó non. Về em cho kêu gũ luôn. Đây mình còn bình gũ nữa bạn. Gũ này gũ gốc. Là khó mình mua nhiều lắm, mình ngâm bớt rồi. Còn này khoảng tầm hơn 2 lít. Mình bỏ vô mình ngâm luôn. Gũ này đặt gũ gốc. Mua lâu lắm rồi. Mua trước dịch rồi. Dự trữ mà. Ngày hôm gà mình ngâm ong với lại ngâm cái nho này kia tùm lum hết trơn á. Còn trong đó hai keo ong mà. Để hình quay cái keo ong mà ông gùi chứ gọi mình hốt cho bạn coi. Chứ gọi mình hốt tổ ông gùi mà mình để nguyên ổ đó mình ngâm á. Lạ lắm. Này mình cho vô đây mình ngâm luôn. Kèo này gì cũng ngon rồi, này vừa có mật vừa có ong ngon béo. Hai cái sáp đó mà cũng nhiều quá, khá nhiều quá.
Mấy kèo này uống đã lắm, ngọt lắm, nó ngọt ngọt mà béo béo, uống im lắm mà. U ong dễ uống. Rồi xong một kèo. Thêm được kèo rượu ong nữa. Ngon lành cành chanh luôn. Này kiếm cái dĩa gì bỏ vô cho nó chìm xuống ta. Không lọt. Này có cái gì? Rồi chặt nhánh tre em gài xuống cho nó chìm xuống. Mà nó không chìm cũng không sao. Vậy bữa nó thấm nước nó chìm xuống. Ngon lành. Thấy không? Từ tổ ong cho nóng bỏng bây giờ mình nghiên cứu mình đem về vô keo luôn các bạn ơi. Vô ống thì ngon hơn nè. Đó, vàng tươi óng ánh luôn. Ngon lành cành chanh. Sưu tầm được thêm hũ rượu nữa. Đó, trong đó các bạn thấy không? Hũ 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 lên móc lên mèo chân rồi. Lâu lắm lâu rồi, đủ thứ rượu luôn. Đúng đỉnh chơi ghi nho là này kia lắm chân á. Rồi để đây đi. Kho bên đây mới ghê nè. Đây, kho rượu này mới ghê gớm ghiếc nè. Tủ này toàn rượu mình không à. Đó. Này nho. Nho lên men. Mới lên men cái này đổ rượu uống được rồi. Này đúng đỉnh. Trong đó phấn hoa. Kèo thuốc trong đó là mật ong đó. Đó. Sáp ong đó. Cái trong đó là cái đợt mà sáp ong của bạn Trương Thường Anh cho mình ít phấn hoa với lại cái sáp với lại cái phấn với mật cái đợt mình với cha mình hút nữa. Ngâm trong keo siêu to đó luôn, keo 10 lít, 10 kg. Đây có cá ngựa. Đây keo cá ngựa. Cá ngựa nước ngọt, cá ngựa đặc lú vớn á. Gì chứ, rượu mình nhiều lắm, uống không biết vào hết luôn á. Dưới đây mới ngon nè. Cái đó là đông trùng hạ thảo. Đây cũng có cá ngựa nè. Đây là nguyên cái tổ ong ruồi trong đây nè. Kẹo mật còn luôn. Đó nè. Đó. Tổ này ngâm cũng mấy tháng vậy kìa. Nó nguyên cái kẹo mật luôn. Đã không? Gác nguyên kẹo lên cây luôn á. Vàng tươi giống lánh luôn. Nước trong ve à. Nhìn sướng. Quá đã luôn. Tổ này chỉ gọi mình hốt trên cây mận thôi mà cho nhánh chùm gỏi đó nè. Còn cua mật, cua sáp, cua con thì để y chang nguyên ngổ luôn á. Này là giờ uống được rồi nè. Đó. Quá êm. Nước trong ve luôn. Nãy giờ mình lắc lắc cái lên cặn này đó. Cái nãy nó trong dữ lắm. Đủ gốc luôn. 30.000 lít. Nấu tại lò. Ủa, mùi thơm ghê ta. Thơm, mùi thơm mà béo ghê luôn á. À, mật trong đây nè. Ôi, mật trong đây nó tan ra hết rồi bạn ơi, nó tan ra rượu hết rồi. Này mà lượt lên cá là nước nó trong dữ lắm luôn. Nghe mùi thôi là thấy thèm rồi đó. Nghe cái mùi là muốn làm mồi liền rồi đó. Thôi để đây đi, nào hết dịch mình à, khai quả luôn. Kho rượu của mình là uống hơi bị lâu luôn, không phải chơi đâu. Mấy chục lít, cả trăm lít vậy đó. Mà găm mà chủ yếu mình khoái ngâm mấy cái này à. Với lại trái cây à, mình không khoái ngâm con. Nói chung thì con mình bắt được, mình muốn khoái. Không khoái rượu động vật. Khoái rượu thực vật à. Trái cây uống thơm hơn. Còn con mình quải vào cây quá. Rồi thôi cũng kết thúc clip này đây luôn bạn ơi. Này cũng sưu tầm được keo rượu nữa. Chào bạn nha, gặp lại các bạn những clip sau nha. Kệ được keo rượu là im rồi, có thằng dự trữ là sướng sướng rồi. Quá im. Nước mới thấy đục đục cái vài bữa nước trong ve đã lắm, trong mà nó vàng nhìn ngon lắm. Rồi chào bạn nha, gặp lại các bạn những clip sau nha.